Kể từ khi mà ông chủ tịch tập đoàn FLC vướng vào vòng lao lý, nó giống như một phát súng mở màn trong loạt những vụ đại án kinh tế lớn của Việt Nam trong 2 năm trở lại đây vậy. Từ Trương Mỹ Lan của Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch Tân Hoàng Minh, Phan Quốc Việt của Việt Á, tất cả những vụ án này đều như củi đã vào lò. Mà mồi lửa khởi phát của đám cháy ấy đến từ anh chàng nhỏ thó, trông có vẻ hiền lành khu khơ, lại mang cho mình nhiều khát vọng và thủ đoạn đáng nể, Trịnh Văn Quyết. Hôm nay thì hãy cùng nhìn lại chặng đường đời của một cậu sinh viên nghèo vượt khó, lên voi trở thành tỷ phú giàu có nhất nhì Việt Nam, rồi lại xuống chó, trở thành tội đồ lũng đoạn thị trường chứng khoán cả hàng nghìn tỷ đồng. Kính mời các bạn đón xem trong video ngày hôm nay. Từ thiên tài vượt khó. Đa số đại gia nước ta có thời gian học ở nước ngoài, chủ yếu là tại các nước Liên Xô cũ và Đông Âu. Riêng ông Trịnh Văn Quyết lại là một tỷ phú không yếu tố xuất ngoại nào. Cựu chủ tịch của FLC, Trịnh Văn Quyết, sinh năm 1975 tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ông này sinh ra trong một gia đình công chức nghèo tại vùng đất cổ kính Vĩnh Phúc. Tốt nghiệp cấp 3 thì ông vào Sài Gòn học và làm nghề sửa chữa đồ điện tử. 2 năm sau kiếm được ít tiền, ông mới theo học đại học. Khi bước chân vào giảng đường, hoàn cảnh khi ấy khó khăn tới mức ông không thể mua nổi một chiếc xe đạp. Đây cũng là thời điểm Mỹ gỡ cấm vận kinh tế với Việt Nam, là một cơ hội rất tốt cho những người kinh doanh trên thị trường. Có lẽ là với những chàng trai nghèo có chí thì khát khao làm giàu luôn bỏng cháy hơn tất cả. Và Quyết con khi ấy dù tuổi đời còn rất là trẻ, nhưng mà đã đặc biệt nhanh nhạy với thời cuộc. Vào năm 24 tuổi, Trịnh Văn Quyết hoàn thành xong 2 chương trình học tại Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Luật Hà Nội. Nói về quá trình sự nghiệp, tỷ phú Trịnh Văn Quyết từng cho biết bản thân lao vào kinh doanh từ năm 14 tuổi, không bắt đầu ngay với sự nghiệp buôn bán mà khởi sự với công việc gia sư, rồi văn phòng gia sư, và khi mà tích cóp được chút vốn thì gia nhập ngành kinh doanh điện thoại di động cũ. Cùng với cách thức tương tự, ông chủ tập đoàn FLC khi đó đầu tư kinh doanh thêm đồ gỗ và tivi. Như vị cựu chủ tịch này từng tiết lộ, thực tế một số đồ gỗ bán tại phòng trọ là hàng mua trên phố Đê La Thành, còn tivi là từ chợ trời. Đến năm 2001, công ty cổ phần tư vấn quản lý và giám sát đầu tư, viết tắt là Edmik, được tỷ phú Trịnh Văn Quyết thành lập với nhiệm vụ tư vấn luật doanh nghiệp, luật đầu tư bất động sản thương mại và dịch vụ. Năm 2006, văn phòng luật sư Edmik được chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn Edmik. Chủ tịch của tập đoàn FLC từng nhận xét, việc buôn điện thoại di động cũ cũng có nhiều điểm giống với làm bất động sản sau này, chỉ khác nhau về quy mô và mức độ phức tạp. Từ toàn tính đó, năm 2010, công ty cổ phần tập đoàn FLC được thành lập. Đến năm 2011, mã chứng khoán FLC chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Theo giới thiệu của FLC, đây là một tập đoàn đa ngành nghề, gồm 16 công ty con và 2 công ty liên kết hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, ngành nghề cốt lõi bao gồm kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, hàng không và bất động sản. Bước đầu để ông kinh doanh nhà ở xã hội. Có thuận lợi là hai vợ chồng cùng học luật nên có thể giúp nhau trao đổi để tìm ra phương án tối ưu. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn được thành lập, vừa lên sàn vào năm 2013, FLC đã trở thành một trong những cái tên hot nhất trong giới bất động sản lẫn giới đầu tư chứng khoán. Đến tỷ phú đô la đầy tai tiếng. Trong vòng hơn một thập kỷ lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, tập đoàn FLC lại ghi dấu ấn với hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại các tỉnh thành trải dài từ Bắc chí Nam như là FLC Sầm Sơn, FLC Hạ Long hay FLC Quy Nhơn. Vào tháng 3 năm 2017, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết sở hữu gần 2 tỷ đô trên sàn chứng khoán Việt Nam, đưa Trịnh Văn Quyết lên nhóm người giàu nhất Việt Nam, tính theo giá trị cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán. Nhưng mà kỳ lạ là ông này không được Forbes ghi nhận là tỷ phú đô la và vẫn đang theo dõi đánh giá số tài sản này. Đến năm 2017, ông Quyết chính thức nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý xin cấp phép thành lập hãng hàng không Bamboo Airways. Bamboo Airways cất cánh chuyến bay đầu tiên vào đầu năm 2019. Lúc ấy thì ông Trịnh Văn Quyết đi đâu ai cũng khen ngợi, đúng là thanh niên nghèo vượt khó. Câu chuyện khởi nghiệp của ông cũng trở thành bài học cho rất nhiều nam thanh nữ tú đang loay hoay bước ra đời. Ôi cái lúc ấy sao mà mắt anh sáng, dáng anh hiền, nụ cười anh tỏa nắng, anh mang tiền về cho quê hương. Khi ấy thì ai ai cũng khen ngợi tướng anh Quyết, sao mà nhỏ nhắn nhưng ngoan cường. Vầng trán ấy đúng là nhân tài kiệt xuất của đất nước. Tất nhiên là có người khen thì cũng sẽ có những kẻ chê trách. Có lẽ cũng bởi một phần vì khi nhìn vào chặng đường phất lên của ông Quyết cùng FLC tăng tiến quá là nhanh và suôn sẻ, phải gọi là thần tốc và phì mã, khiến cho ông Quyết cùng tập đoàn của ông nhiều lần rơi vào tai tiếng ồn ào, gây chấn động dư luận xã hội. Tai tiếng thì cũng đúng mà thôi. Bởi trái với ông chủ tịch giàu có sắp mùi tiền thì những nhà đầu tư tin tưởng vào tập đoàn lại dần bị sặc nước, ngáp ngoài thòi thóp, sau đó chuyển sang chế độ sặc máu. Nhiều dự án của công ty này đã không hoàn thành tiến độ như dự kiến, bị khách hàng nhà thầu kiện tụng, nhiều dự án dở dang, lãng phí nguồn lực, làm cho không ít người liên quan đến dự án thiệt hại nặng. Từ sau năm 2018, tài sản của ông Quyết trên sàn chứng khoán giảm dần. Nguyên nhân chủ yếu do thị giá cổ phiếu trượt dốc và chủ tịch FLC cũng bán bớt cổ phần. Rơi mạnh nhất chính là Rốt khi mà thời điểm năm 2020 còn thua giá một cốc trà đá, chỉ có giá khoảng 2.000 đồng một cổ phiếu, khiến rất nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng nề. Đáng chú ý là cuối năm 2017, ông Quyết từng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 65 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch bán 57 triệu cổ phiếu FLC trong khoảng thời gian từ 20 đến 24 tháng 10 năm 2017. Dù là không thể nào phủ nhận tài năng và tầm nhìn của anh Quyết, thật đáng tiếc khi mà con người có cái đầu hơn người khác cuối cùng lại không thể nào vượt qua được chữ tham. Khi tập đoàn FLC đang phát triển hùng mạnh thì đã gặp phải sự cố vô cùng nghiêm trọng. Ông Quyết, cánh chim đầu đàn, bị vướng vào vòng lao lý, bị bắt và khởi tố để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Đồng lớp cuộc đời thì đâu ai biết trước được chữ ngờ. Có lúc còn tung hê anh Quyết con lên tận trời xanh là thế. Ấy vậy mà chỉ sau vài năm, những mỹ từ tốt đẹp nhất đã biến thành những lời cục cằn thô thiển mà chỉ dành cho những kẻ tiểu nhân bị ổi. Lũng đoạn thị trường chứng khoán đang trên đà phát triển như vũ bão. Thế nhưng mà cuối tháng 3 năm 2022, người dân bàng hoàng ngỡ ngàng trước thông tin ông Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam để điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Người xưa có câu, một người đắc đạo cả họ lên tiền. Câu nói này có vẻ đúng với ông Quyết cùng với cả họ hàng hàng hậu, thậm chí là bạn bè chí cốt, anh em bán đại bác không tới của ông. Cũng nước lên thuyền lên, nước ngập thuyền chìm theo chủ tịch. Cụ thể theo cáo trạng, từ 2017 đến 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huệ cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa ở nhân viên, người thân họ hàng lập hồ sơ thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu. Em gái ông Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch, đặt lệnh mua bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh. Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC. Như về mã HAI, các bị can đẩy giá từ 3.700 đồng một cổ lên tới 22.500 đồng một cổ trước khi bán tháo, thu lợi bất chính 238 tỷ đồng. Hoặc là với cổ phiếu FLC, cơ quan tố tụng xác định các bị can thổi từ 3.050 đồng lên hơn 21.000 đồng một cổ phiếu trong giai đoạn từ 2020 đến 2022, thu lợi bất chính là 397 tỷ đồng. Tổng cộng là cơ quan tố tụng xác định thông qua việc thao túng 5 mã chứng khoán, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho nhà đầu tư. Đỉnh điểm là sau nhiều ngày cổ phiếu FLC được đánh lên với giá rất là cao, đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC, thu về gần 1.700 tỷ đồng, nhưng mà không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Cũng trong phiên này, nhiều nhà đầu tư vừa mới đua lệnh mua cổ phiếu FLC giá trần vào buổi sáng, đến chiều đã bị giảm sàn. Sau sự việc người đứng đầu tập đoàn FLC bán chui cổ phiếu, thị trường chứng khoán chao đảo, nhà đầu tư liên tục bán tháo FLC và các cổ phiếu liên quan đến ông Quyết. Hàng chục mã cổ phiếu khác cũng bị vạ lầy. Điều này gây rúng động dư luận, khiến cơ quan phải vào cuộc ngay lập tức. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, hành vi trên của ông Trịnh Văn Quyết đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại điều 211 Bộ luật hình sự. Từ căn cứ nêu trên, đến ngày 29 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết. Đồng thời là cơ quan điều tra cũng tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan. Sau hơn 2 năm ông Quyết bị bắt và sau 4 tháng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Đằng sau ánh hào quang là tội lỗi. Đến ngày 9 tháng 4 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố Trịnh Văn Quyết cùng 7 người về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm Trịnh Thị Minh Huệ và Trịnh Thị Thúy Nga là em gái ruột ông Quyết, Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC, Trịnh Văn Đại, anh họ Quyết, Nguyễn Văn Mạnh, em rể ông Quyết, chồng của Trịnh Thúy Nga, Trịnh Tuân, cháu họ ông Quyết, Nguyễn Thị Hồng Dung, lao động tự do, là vợ của Nguyễn Quang Trung, họ hàng với ông Quyết. Ngoài ra, 48 người khác cũng bị truy tố trong án này. Trong đó có 4 người thuộc Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và 3 người thuộc vụ giám sát công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam bị truy tố tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Viện Kiểm sát cho rằng Trịnh Văn Quyết cùng các cộng sự đã có hành vi nâng khống vốn điều lệ của công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROT trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của nhà đầu tư. Cụ thể là công ty Faros này được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu là 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014-2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phiếu. Khi mà FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROT ở trên sàn chứng khoán, khiến nhà đầu tư chứng khoán lầm tưởng cổ phiếu ROT có giá trị thật, liền đổ xô đi đầu tư. Khi mà thấy gà đã vào chuồng, từ đây ông Quyết chỉ đạo bán 391 triệu cổ phiếu cho hơn 30.400 nhà đầu tư, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng. Hành vi gian dối trong việc nâng khống vốn điều lệ rồi niêm yết, bán cổ phần để thu tiền bị Viện Kiểm sát xác định là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với hành vi lùa gà chứng khoán và lừa đảo tổng số tiền lên đến 4.343 tỷ đồng, anh Quyết từ người từng đi đến đâu được ca tụng đến đó, thì giờ đây đi đến đâu cũng bị gọi là thằng lừa đảo, mặt chuột răng hồ, mặt quát tay rơi, nhìn đã thấy bẩn thấy hèn, bị ổi, phường trộm cắp bất lương. Đấy là từ người ta nói nhá, chứ không phải là tôi đặt ra cho anh Quyết đâu. Đúng là đời người phù thịnh chứ ai phù suy. Từ khi anh Quyết đổ xuống, biết bao nhiêu con người cũng phải long đong lận đận theo. Phải kể đến hãng không Bamboo, từng được đánh giá rất là cao, giờ đây phải ngừng rất nhiều chặng bay và có nguy cơ giải thể. Và mặc dù đã khắc phục thiệt hại là 190 tỷ đồng, nhưng mà tất cả nhà đầu tư từng bị sập bẫy của chiêu trò mà anh Quyết điều khiển đều hy vọng rằng một bản án thích đáng sẽ được tiến hành, công lý sẽ được thực thi đúng người đúng tội, để những kẻ mang mác doanh nhân tỷ phú phải làm gương mà bỏ cái trò lùa gà, để trật tự xã hội được bình yên, người đầu tư không phải mất tiền một cách oan uổng.